Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Trước trận đấu của đội bóng nữ U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan diễn ra vào tối 8/12, nhiều nghệ sĩ đã dành lời động viên gửi tới các chân sút trẻ. Tối 8/12, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với U22 Thái Lan tại chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hòa đối thủ Thái Lan ở trận ra quân tháng 6-0 trước U22 Indonesia và loại Philippines ở vòng bán kết để giành tấm vé bước vào trận chung kết. Trước giờ bóng lăn, nhiều nghệ sĩ đã dành sự tin tưởng cho các cô gái vàng của thể thao Việt Nam. Trên trang cá nhân, diễn viên Ngô Thanh Vân cho biết cô sẽ theo dõi trận đấu tối nay giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Ngô Thanh Vân tin tưởng chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nữ U22 Việt Nam. Vô chung kết là quá giỏi rồi. Chiến thắng là niềm tự hào như nhau. Nam nữ gì cũng vậy. Cố lên các cô gái. Tôi sẽ coi để cổ vũ các bạn, nữ chính Hai Phượng chia sẻ. Diễn viên Minh Tiệp cũng nhắn nhủ người hâm mộ, tối nay, đội tuyển nữ của chúng ta sẽ thi đấu để tranh giải huy chương vàng, cả nhà hãy cùng cổ vũ và yêu bóng đá nữ như bóng đá nam nhé. Các bạn ấy rất vất vả, hy sinh và mong đợi sự cổ vũ của chúng ta. Chúng tôi luôn bên các em. Chúc các em sẽ mang huy chương vàng về. MC Quang Minh dự đoán tỷ số 2-0 sẽ nghiêng về đội bóng nữ của Việt Nam. Em ăn cơm hộp đấy thì sao nào? Em vẫn cứ vô địch đấy thì sao nào? Hãy cho họ biết các em vẫn tiếp tục là đương kim vô địch Đông Nam Á, nam MC Bộ Bạch. Quang Tuấn hy vọng các cô gái của U22 Việt Nam sẽ giành huy chương vàng. Chia sẻ với Dinh VN, diễn viên Quang Tuấn tin tưởng các chân sút trẻ của U22 Việt Nam sẽ giành huy chương vàng trong trận đấu với đối thủ Thái Lan. Mong các em sẽ luôn giữ được phong độ, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đất nước. Tôi tin vào khả năng chơi bóng và tạo ra sự đột phá của mình như Tuyết Dung. Thương các em lắm. Cố gắng lên những cô gái vàng, nam chính Thất Sơn Tâm Linh chia sẻ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.